ba lô tiên cá của tiêu nó làm còn chất lượng ngang ngửa với mấy cái ba lô mắc tiền chịu mấy của Adidas. Ơi đó, để đựng rác nhựa và đồ bơi cho trẻ em. Đeo trước ngực gì này, bắt đầu bơi. Chết rồi, cái này là bịch tải em bé. Bịch này là bịch cức ạ. Đó, em lượm một bịch cức nữa. Ai quăng tải em bé xuống nước gì như vậy đó, quý vị thấy chưa? Thấy cuộc đời khốn khổ chưa? Họ quăng cức cho em lượm á.